chị. Tôi chắc đến nay mình em cũng chưa giải thích được mà lị. Nếu mày không cập nhật được nó, tao cá đồ phiêu mày còn quá kém. Mày nghe nhạc tao rồi hàm hồ nhận xét xong cầm đá ném. Nhưng tao tự hào vì trong người có được chất của người sai thành. Rồi một ngày nào đó rắn mày sẽ như con cò bay sai cánh. Yeah. Tao sinh ra trên đất miền Nam Vinh năm 1996. Năm 15 đam mê nghệ thuật âm nhạc phố kín đáo. Luôn tự lực đi đến thành công dù bị ngăn cản bởi gia đình. Đến bây giờ có đứa gần bên anh rất là ăn sâu vào giang sợ gặp nhiều thằng chó thích làm gây tới thể hiện. Alo, Minh Anh, có Minh Anh đây không? Thanh Minh có không Thanh Minh? Dạ có cô. À, chẳng ngờ. Chẳng đi, chúng ta có 3 tiếng cuối cùng này. 3 tiếng cuối cùng ta phải chương trình của chúng ta. Và học phần này thì chúng ta sẽ đi 3 bài. 3 tiếng nhất là Clostridium, 3 tiếng 2 là Mycobacteria C, thứ 3 là Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma. Tiếng sáng này chúng ta có 3 tiếng thôi. Nhưng mà vì sáng ngày sáng là 9 giờ là cô phải trả đến trưa. Cô chuẩn bị cho chiều đi đón cái đoàn kiểm định, đoàn thanh tra đã trả ngoài tao. Cho nên chúng ta sẽ học và liên tục để cho kịp cái thời gian một xí. Cho nên chúng ta sẽ nghỉ cái lao ít thôi, hoặc là không nghỉ cái lao. Các bạn có đồng ý không ạ? Chúng ta là khoảng là 9 giờ 45 thì chúng ta xong. Cho nên cô phải kết thúc sớm một xí. Khoảng 9 giờ 15 thì chúng ta kết thúc được nhé. Dạ. Như vậy là chúng ta sẽ nghỉ để lao ít thôi nhé. Rồi hiện tại bây giờ mới chỉ có 56 vàng thôi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu bài đầu tiên đó là cả Clostridia gây bệnh. Cả Clostridia thì gọi là số nhiều, nhưng mà số ít thì chúng ta có thể gọi đó là cả Clostridium. Clostridium là số ít. Thì các bạn biết rằng là cái nhóm vi khuẩn trong cái nhóm Clostridia là những nhóm vi khuẩn kỳ thị nè. Và có sinh nha bào thì rất là nhiều loài vi khuẩn ở trong tự nhiên. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu bộ con vi khuẩn gây bệnh thôi. Đó là Clostridium tetani, Clostridia gây hoại tử nhân hơi, Clostridium botulinum gây ngộ độc thực, và Clostridium difficile gây nên viêm ruột kết mạc. Thì phân lớn ngay cả vi khuẩn Clostridium là những vi khuẩn gram dương, kỳ thị và có sinh nha bào, đó là đặc điểm chung của cái nhóm này. Và nó có rất nhiều ở trong đất cũng như là trong phân của người và động vật, thì nó sống trong cái đường tiêu hóa của người và động vật. Cho nên là khi những cái phân đất này, phân này mà nó đã thả ra môi trường thì nó sẽ có ở trong đất hay trong môi trường chúng ta. Nhưng mà vì vi khuẩn này là vi khuẩn kỳ thị, cho nên là ở trong môi trường thì thường nó tồn tại ở thể nha bào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu con vi khuẩn đầu tiên, đó là con vi khuẩn uốn ván. Vi khuẩn uốn ván có tên gọi là Clostridium tetani. Thì vi khuẩn này là một cái loại vi khuẩn gram dương, dài, mảnh, khoảng từ 4 tới là 8 micromet. Trên đuôi cẩy thì nó có thể dài như sợi chỉ và nó bắt màu tím trên những gram. Nếu như cái lâu dài hay lâu ngày thì nó có thể mất màu tím nó đi. Người ta gọi là mất màu gram này. Vi khuẩn này có lông và di động rất là mạnh trong cái môi trường kỳ thị. Trong môi trường kỳ thị thì vi khuẩn ở trạng thái sinh dưỡng, phải là trạng thái nha bào. Còn khi gặp cái điều kiện sống không thuận lợi của nó thì nó sinh ra nha bào. Và nha bào của nó nằm ở một đầu của cái thân, cho nên nó có cái hình kim như vậy. Thì nhiệt độ thích hợp để cho vi khuẩn này tạo nha bào là 37 độ C. Tuy nhiên ở 24 độ C vi khuẩn cũng tạo nha bào sau 4 tới 10 ngày. Và trên 42 độ C thì nó không tạo nha bào nữa. Thì về nuôi cấy, vi khuẩn uốn ván này là vi khuẩn là kỳ thị, cho nên điều kiện nuôi cấy các bạn phải lưu ý, nó phải là điều kiện không có oxy, đúng không? Phải kỳ thị. Và nó có thể phát triển được cái môi trường dinh dưỡng không cần yêu cầu cao quá.
thì người ta cũng có những cái môi trường đã nuôi cấy được với vi khuẩn này, như ví dụ là Brewer này, môi trường căng thang thực tâm, hoặc là môi trường thả đáy lò chẳng hạn, đó là những môi trường mà có thể nuôi cấy được con vi khuẩn của bạn rồi. Về tính chất đề kháng của vi khuẩn thì vi khuẩn này nếu như mà ở trạng thái sinh dưỡng thì nó như một cái vi khuẩn bình thường, nó sẽ dễ chết ở nhiệt độ cao khoảng 56 độ C trong 30 phút là nó chết rồi. Tuy nhiên ở trong tự nhiên thì nó thường tồn tại ở thể nhà bào, cho nên muốn diệt cái nhà bào này thì chúng ta phải dùng nhiệt độ cao hơn. Ví dụ như là chúng ta dùng ở nhiệt độ 120 độ C trong cái áp suất 1,2 atmosphere và trong từ 30 cho tới 60 phút. Như vậy thì mới diệt được nhà bào và vi khuẩn. Cho nên trong cả cái vi khuẩn thì người ta thường hay sử dụng cái nồi hấp ướt, nồi hấp áp suất để mà diệt khuẩn nhà bào. Hoặc là để diệt nhà bào thì chúng ta có thể ngâm trong dung dịch phenol 5%, nhưng mà khoảng thời gian của nó phải là 8 tới 10 giờ. Đây là điểm lưu ý cho các bạn sau này các bạn tiêm chủng dụng cụ y tế. Về cấu trúc kháng nguyên thì vi khuẩn này có kháng nguyên thân, kháng nguyên lông, đó là những kháng nguyên tế bào. Theo dựa vào kháng nguyên lông thì vi khuẩn được chia thành 10 tỷ thực thanh khác nhau, và các 10 tỷ thực thanh này nó đều tạo ra cái ngoài độc tố. Kháng nguyên thứ hai đó là cái kháng nguyên hòa tan. Kháng nguyên hòa tan này là kháng nguyên ngoài độc tố của vi khuẩn. Kháng nguyên ngoài độc tố của vi khuẩn này bản chất của nó là protein, và nó dễ bị bất hoạt bởi đấy, nó bị dễ bị xử lý bởi nhiệt độ. Cho nên người ta sử dụng cái kháng nguyên ngoài độc tố này, người ta xử lý bằng nhiệt và formaldehyde để cho mất tính độc của nó đi. Nhưng mà nó vẫn còn kỳ tính kháng nguyên, cho nên người ta biến nó thành giải độc tố, và giải độc tố này là vaccine phòng bệnh uốn ván đây. Như vậy vaccine phòng uốn ván là vaccine giải độc tố được điều trị từ ngoài độc tố của vi khuẩn. Nói về độc tố của vi khuẩn uốn ván thì vi khuẩn này nó sản sinh ra cái ngoài độc tố là đóng vai trò quan trọng trong cái khả năng gây bệnh của chúng. Tuy nhiên độc tố của vi khuẩn uốn ván này nó có hai thành phần, đó là tetanospamin và tetanolysin. Trong đó tetanolysin thì hầu như là người ta thấy nó ít có tác dụng trên lâm sàng. Độc tố này nó làm phá máu người và máu thọ. Nên kể thực nghiệm thì người ta thấy nó có thay đổi cái điện tim và làm giảm cơ tim, nhưng trên lâm sàng thì chúng ta không thể hiểu rõ cái dấu hiệu này. Như vậy cái độc tố, cái yếu tố mà gây độc của cái chiếc cuộn vạn này nó nằm ở cái tetanospamin. Tetanospamin này là một cái độc tố có hại lực đối với các tổ chức thần kinh. Và nó khi nó gắn vào các receptor ở cái đầu tấn công của các tế bào thần kinh thì nó tác động làm ngắn cản để giải phóng các chất ức truyền thần kinh, làm cho các cái synapse bị ức chế và không giãn ra được, cho nên là nó gây nên cái tình trạng kích thích quá mức của các cơ vân, nó gây nên tình trạng có cơ trên cái lâm sàng của cái bệnh uốn ván. Thì về khả năng gây bệnh của vi khuẩn uốn ván thì các bạn thấy rằng vi khuẩn này là vi khuẩn có sinh nha bào, cho nên chúng ta thường tìm thấy nó ở rất nhiều nơi trong tự nhiên, ví dụ như trong lớp đất bề mặt, hoặc là trong đường tiêu hóa của người và động vật, cũng như là trong phân của súc vật chẳng hạn. Chúng ta thấy rất là nhiều cái loài nha bào của ván này. Đặc biệt ở những cái vùng đất mà có nhiều phân súc vật cũng như là nhiều đất mà giàu chất hữu cơ thì càng có nhiều cái vi khuẩn uốn ván. Và khi vi khuẩn uốn ván này hoặc là nhà bào vi khuẩn nó xâm nhập vào các vết thương thì nó có thể là gây nên cái bệnh uốn ván. Tuy nhiên các vết thương hay là xảy ra hay gặp về nhà bào uốn ván này là những vết thương sâu, những vết thương mà có dị vật hoặc là vết thương hoạ kỹ. Thì ở bệnh viện thì cũng có những trường hợp mà xảy ra uốn ván ở bệnh viện, thì những trường hợp đó là liên quan tới những cái phẫu thuật mà chúng ta sử dụng các cái dụng cụ hoặc là những cái thao tác chúng ta không đảm bảo vô trùng. Do vậy các nhà bào uốn ván nó có ở trên các cái dụng cụ, nó có thể đi vào cơ thể, hoặc là chúng ta thực hiện với cái kỹ thuật tiêm bắp á. Mà tiêm bắp này chúng ta không đảm bảo vô trùng, ví dụ như bơm kim tiêm nó không vô trùng chẳng hạn, hoặc là các loại thuốc mà không vô trùng thì nó có thể đưa cả nhà bào vi khuẩn vào phải những cái đường tiêm, như vậy cũng có thể gây nên uốn ván. Và một cái tình trạng uốn ván ở trẻ sơ sinh cũng hay gặp ở bệnh viện, đó là uốn ván rỗ. Uốn ván rỗ là do chúng ta dùng cái dụng cụ mà cắt rỗ của trẻ khi mà sinh đẻ mẹ.
Thì những cái dụng cụ này mà không vô trùng thì chúng ta cũng có thể đưa giá bào vi khuẩn uống vào, vào cho em bé và gây nên uống vào ruộng. Đó là những cái đường lây có thể gặp đối với vi khuẩn Clostridium tetani. Thì khi vi khuẩn hoặc là cái giá bào của vi khuẩn này nó vào trong cơ thể chúng ta, thứ nhất là ở những các vết thương sâu chẳng hạn, vết thương bị hoại tử hay bị dị vật, cái tài ở những đó, ở nơi đó thì môi trường nó sẽ là kỳ khí và nó thuận lợi cho vi khuẩn này phát triển. Và vi khuẩn này nó phát triển thì nó sẽ tạo ra độc tố. Thì mặc dù vi khuẩn nó xâm nhập không phá cái vị trí vết thương, nhưng mà cái độc tố của chúng thì nó là thấm vào trong máu và nó đi theo đường mạch huyết đến cả cái dây thần kinh và khuất tán vào các tổ chức cơ cần kề. Và như vậy là được rồi. Có chuyện gì vậy? Anna quên tắt loa. Tắt rồi, còn anh tắt cái hình, tắt cái mic đi hình. Như vậy khi mà vi khuẩn này nó ra vào ra cả các cái tổ chức cơ thì các bạn biết đang là độc tố nó sẽ gắn vào các cái đầu mục của tế bào thần kinh và ngăn cản các cái synapse mà cái ức chế các tế bào thần kinh đó, và nó đưa tới cái hiện tượng có giật và có cứng cơ đặc thù như hồi nãy mình đã nói rồi. Thế thì thời gian ủ bệnh trung bình của một cái nhiễm trùng uốn ván là khoảng 15 ngày và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng trên lâm sàng như là cứng hàm, khó nuốt, rồi dần dần cứng cơ cổ, cơ lưng, cơ bụng và dẫn tới khó cơ toàn thân, đưa đến một tư thế ở cao người. Như vậy các bạn thấy rằng cái triệu chứng trên lâm sàng này các bạn có thể là nhận diện rất là dễ nếu như các bạn đã từng gặp một lần rồi ấy. Vì cái khó cơ trên lâm sàng này nó có theo một cái thứ tự, ban đầu thì nó sẽ có cứng cơ hàm trước, làm cho bệnh nhân là khó nuốt, khó nói, bệnh nhân khó nữa khó nói. Cho nên ở người lớn thì chúng ta có thể thấy là họ nói năng khó hoặc là họ nhai cũng khó, còn trẻ em thì nó cũng khó hả. Rồi sau đó thì bắt đầu có cứng cơ mặt và cơ cổ, làm cho bệnh nhân có tới cái động tác là ngửa cái cổ ra. Rồi sau đó là để có cơ lưng làm cho bệnh nhân có cái tư thế là ưỡn cong cái lưng lên này, và có nhiều cái trường hợp nó có cơ toàn thân mà có cơ lưng này nọ cong ngược, làm cho tư thế mà người ta bị hình trong cái mô tả hình của bạn đấy. Như khi nó cắm mà nó bẻ gãy cái cuộc sống luôn, đó nó có căng cứng mà nó không giãn ra được. Và khi mà cái cơ mà nó có bùn, cơ bùn cũng có này, cơ liên xương cũng có, cơ hoành cũng có, thì nó sẽ rút cái lồng ngực lại và nó chèn ép phổi, làm cho bệnh nhân sẽ khó thở. Chèn ép phổi thì cũng chèn ép tim, cho nên là bệnh nhân có thể chết trong một trạng thái là ngừng thở và ngừng tim. Nhưng mà không phải là độc tố nó tác động trực tiếp lên tim, nó chỉ tác động trực tiếp lên cái cơ băng thôi. Cho nên cái hiện tượng có cơ này, nếu chúng ta giải quyết được hiện tượng có cơ thì chúng ta sẽ làm cho khỏi bị cái chèn ép ở tim và phổi. Thì những cái bệnh nặng xuất hiện, những cơn co giật có cứng cơ này nó có thể tăng lên khi chúng ta kích thích như cậu vẽ hoặc là âm thanh hoặc là ánh sáng chẳng hạn, thì các cái cơn co giật này nó sẽ tăng cường. Đối với lâu trẻ sơ sinh uống vàng ruộng thì có thể xảy ra khoảng 10 ngày sau sinh. Và đối với cái sơ sinh này thì những cái bệnh uống vàng này thường nặng và gây nên tử vong. Do vậy chúng ta luôn luôn đề phòng cái trường hợp uống vàng ruộng. Vì vậy mà thứ nhất là cắt trộn cho trẻ phải tận dụng cụ phải được tiệt khuẩn. Thứ hai là chúng ta thường gây miễn dịch cho những người mẹ khi mà mang thai để cho họ có cái miễn dịch đối với lá uốn ván và có thể truyền qua cho con để phòng bệnh uốn ván ruộng cho trẻ sơ sinh. Thì sau khi cái bệnh uốn ván ruộng hoặc cái bệnh uốn ván này thì nó sẽ tăng dần cho đến ngày thứ 9 cho tới ngày thứ 10. Sau đó nó sẽ giảm dần và có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng mà phải mất khoảng thời gian từ 3-4 ngày, là 3-4 tuần. Đây là những cái hình ảnh má của mình uốn ván, từ trẻ nhỏ cho trẻ lớn, những người nào cũng có thể bị uốn ván. Thì ngoài ra thì uốn ván nó có thể gây nhiễm trùng tại cái vết thương, nó có thể gây hoại tử. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ có một cái đinh dăm vào tay thôi, chúng ta có thể bị nhiễm trùng như vậy vào con vi khuẩn này. Thì về chẩn đoán thì người ta chỉ chủ yếu dựa vào chẩn đoán trên lâm sàng, còn chẩn đoán trong thí nghiệm thì có giá trị bởi vì là nó tìm ra cái vi khuẩn nó lâu hơn và nó không đặc thù.
Như vậy là các bạn thấy trên lâm sàng chúng ta thấy xuất hiện một cái người mà có bị một cái can thiệp phẫu thuật, một cái tổn thương, cái tổn thương do vào hoại tử hoặc dị vật, thì chúng ta phải nghi ngờ ngay là cái tình trạng dễ gây nhiễm vi khuẩn uốn ván, bởi vì nhà bạn uốn ván có khắp nơi trong cái môi trường tự nhiên của chúng ta. Thứ hai là bạn dựa trên cái dấu hiệu lâm sàng của cái triệu chứng có cơ thì chúng ta nghĩ tới cái bệnh uốn ván. Do vậy chúng ta sẽ có những cái phương pháp phòng bệnh và điều trị như thế nào. Về phòng bệnh thì đối với một cái người mà có một cái vết thương thì chúng ta phải xử lý vết thương đó, thì chúng ta sẽ cắt lọc tất cả các cái tổ chức chụp nát lấy dị vật ra, đúng chưa? Và các bạn vô khuẩn các vết thương, sau đó chúng ta để nên để hở vết thương. Thế còn chúng ta băng kín vết thương thì sẽ tạo cái điều kiện kỳ khí cho vi khuẩn này nó phát triển, cho nên ta phải để hở vết thương, đồng thời chúng ta phải tiêm huyết thanh phòng uốn ván. Như vậy trong một cái những trường hợp mà bạn bị cái thương là bạn tới bệnh viện thì bao giờ người ta cũng tiêm cho bạn một cái huyết thanh kháng uốn ván cả để tránh những cái vi khuẩn uốn ván đã xâm nhập vào và nó đã tiết ra độc tố rồi. Thứ hai, cách phòng bệnh thứ hai thì là chúng ta phải tiệt trùng kỹ các cái dụng cụ mà có can thiệp trên người, ví dụ như là kim tiêm, các cái dụng cụ phẫu thuật hoặc là dụng cụ cắt rỗ mà chẳng hạn. Đó là cách phòng bệnh chung. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đã có một cái phương pháp phòng bệnh đặc hiệu hơn, đó là chúng ta dùng vaccine để phòng bệnh. Thì hiện nay vaccine phòng uốn ván là vaccine giải độc tố, người ta tiêm cho rất là nhiều đối tượng, nhất là đối tượng trẻ em thì là người ta đã đưa vào trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng rồi, cái mũi bắt đầu ho vào uốn ván đó, tiêm từ mũi tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4 của trẻ sơ sinh để phòng uốn ván. Tuy nhiên là vaccine phòng uốn ván này nếu tiêm 3 mũi như vậy thì miễn dịch nó khoảng trong vòng 5 năm thôi. Như vậy những khi lỡ như chúng ta thì các bạn cũng đã hết miễn dịch đối với uốn ván rồi, cho nên là khi chúng ta bị nhiễm trùng hay là bị vết thương nào đó thì chúng ta cũng cần phải đi tiêm lại huyết thanh và các vaccine uốn ván. Còn đối với những người mà họ làm việc trong những cái môi trường mà dễ xảy ra tai nạn thì cần tiêm uốn ván để gây miễn dịch, thì người ta có thể tiêm là 3 mũi thì bảo vệ trong vòng 5 năm, mà 4 mũi thì khoảng 10 năm và 5 mũi thì miễn dịch nó lâu dài hơn. Nhưng mà phải đúng cái liều trình của nó, chứ phải từ hồi nhỏ mình tiêm 3 mũi mà bây giờ mình tiêm thêm đâu. Thì nó khác là vì 3 mũi đó nó hết miễn dịch rồi, nó quá lâu rồi. Còn đối với những phụ nữ mang thai thì thường thì người ta sẽ tiêm vaccine uốn ván cho phụ nữ mang thai này vào tháng thứ 6, thứ 7 hoặc là thứ 7, thứ 8, nói chung là cái mũi thứ 2 cần phải trước khi tiêm, trước khi sinh là 1 tháng thì miễn dịch đào thai là mình được đầy đủ. Cho nên chúng ta sẽ tiêm 2 mũi đối với là phụ nữ có thai. Đối với những phụ nữ mà có thai lần thứ 2 và lần thứ 2 so với lần thứ nhất trong vòng cách nhau trong vòng là 5 năm thì lần thứ 2 chúng ta chỉ cần tiêm nhắc lại 1 mũi thôi. Như vậy chúng ta cũng là phòng bệnh uốn ván cho mẹ khi sinh, vì mẹ cũng có thể bị can thiệp các cái thủ thuật hoặc là phẫu thuật. Thứ hai là nó phòng được uốn ván sống cho con, cho nên là cái vaccine này nó rất là hiệu quả. Về điều trị thì các bạn điều trị cái bệnh uốn ván thì chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc. Một, đầu tiên là chúng ta phải trung hòa độc tố của vi khuẩn uốn ván bạn ạ. Người ta sử dụng kháng độc tố, đó là huyết thanh chữa kháng thể uốn ván đó ha. Huyết thanh miễn dịch, chúng ta trung hòa với lá độc tố. Thứ hai là chúng ta dùng kháng sinh để diệt khuẩn, để vi khuẩn không còn tiết ra cái độc tố nữa. Thứ ba là bạn phải xử lý vết thương. Đấy, như vậy vết thương của bạn là phải để hở này, dẫn lưu này hay là cắt lọc này. Tùy theo tình trạng vết thương để chúng ta tránh tạo môi trường chưa kỳ khí cho vi khuẩn phát triển. Và cái thứ tư là chúng ta có thể điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ đối với một số người mà họ có cơ nghi và có ảnh hưởng tới chức năng hô hấp thì chúng ta có thể điều trị. Đấy, cho nên là đó là nguyên tắc điều trị cái bệnh uốn ván, bốn cái nguyên tắc đó là có vi khuẩn uốn ván. Thì vi khuẩn uốn ván này về nhiễm trùng uốn ván thì có thể gặp rất là nhiều. Các bạn đi làm các bạn sẽ thấy rất là nhiều người đến vào viện với những cái vết thương to nhỏ khác nhau. Tuy nhiên là khi mà cái khai thác một vết thương sâu và có liên quan tới các cái vật sắc nhọn, nhất là có sắc thể đinh rỉ rồi chứ cả hạn, là chúng ta phải nghi ngờ ngay là cái nhiễm trùng uốn ván để chúng ta dùng cái cả độc tố và vaccine ngay.
Và vi khuẩn thứ hai đó là các vi khuẩn gây bệnh hoại tử. Thì nhóm vi khuẩn này cũng là vi khuẩn gram dương, là trực khuẩn gram dương kỳ khí. Nó giống nhau về mặt hình thể, nhưng về tính chất gây nhiễm trùng thì nó khác nhau. Ví dụ như là có những con gây nhiễm trùng, nhiễm độc vết thương gây ra hoại tử, mà có những loại vi khuẩn thì gây viêm ruột thừa, viêm màng bụng hoặc là sảy thai nhiễm khuẩn. Và những cái vi khuẩn mà gây hoại tử chính chúng ta đề cập tới ngày hôm nay gồm có ba con, đó là Clostridium perfringens, Clostridium novi và Clostridium septicum. Thì đối với con Clostridium perfringens, đây là một loài vi khuẩn không di động, nó có vỏ khi nó phát triển trong cơ thể người và động vật. Vi khuẩn này sinh ra bào khi nó phát triển trong môi trường tự nhiên. Tại vì trong môi trường tự nhiên là có oxy đấy, nên nó phải ở thể nha bào. Vi khuẩn này là có là vi khuẩn gram dương, nhưng mà khi đối cảnh lâu ngày thì nó có thể mất màu. Thì dựa vào khả năng sinh độc tố thì người ta chia vào vi khuẩn này thành ra 6 típ. Típ A, B, C, D, E, F là ghi bằng chữ A in lớn. Trong đó típ A thì gây nhiễm trùng hoại tử ở các vết thương. Típ C thì gây viêm ruột hoại tử. Còn các típ khác thì tìm thấy gây bệnh ở động vật. Thì con Clostridium này nó phát triển được trên các môi trường nuôi cấy kỳ khí, và chúng ta đã nuôi cấy được vi khuẩn này rồi. Và một cái đặc điểm là vi khuẩn này khi nó phát triển trong môi trường kỳ khí thì nó sẽ sinh hơi rất là nhiều. Về độc tố của Clostridium perfringens thì người ta nghiên cứu, người ta thấy có cái hệ thống độc tố và enzyme giúp cho vi khuẩn này nó gây bệnh, đó là độc tố alpha, gọi là alpha toxin. Đó là một cột polypase, chúng có thể khả năng thủy phân các cái tổ chức có lecithin và phá hủy hồng cầu, cũng như là gây hoại tử tổ chức mềm. Do vậy mà nó làm cái nên cái bệnh hoại tử. Đồng thời cái độc tố này nó cũng có tác động lên cái chức năng cơ tim, làm cho hạ huyết áp, chậm nhịp tim và tăng tần thấm mạch máu và gây choáng. Độc tố thứ hai là độc tố theta, gọi là theta toxin. Thì độc tố này có tác dụng tiêu hồng cầu khi mà ở điều kiện kỳ khí và nó làm tiêu tế bào. Độc tố thứ ba là độc tố mi, gọi là mi toxin. Độc tố này là một cái enzyme hyaluronidase, nó phân hủy các axit hyaluronic của tổ chức vô liên kết. Độc tố thứ tư đó là độc tố kappa, gọi là kappa toxin, có hoạt tính của một cái enzyme collagenase và nó phân hủy các cái collagen của cái tổ chức liên kết. Và độc tố thứ năm đó là antarotoxin, bản chất của nó cũng là một protein và nó gây tiêu chảy trong cái nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn. Vì nó có thể gây nên một tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn này, cho nên là con Clostridium này được xem là một trong những cái vi khuẩn chỉ điểm trong cái kiểm tra vệ sinh của nước và thực phẩm. Đó, người ta thường kiểm tra các cái tiêu chuẩn vệ sinh về vi sinh ấy, của các loại thực phẩm và nước, người ta cũng có đánh giá con Clostridium perfringens này. Nếu có sự hiện diện của vi khuẩn này thì có nghĩa là gì? Là cái thực phẩm đó nó không đảm bảo an toàn, thực phẩm đó nó có nhiễm phân rồi, phân tử thế. Cho nên là chúng ta dùng con vi khuẩn này để làm cái vi khuẩn chỉ điểm. Con vi khuẩn thứ hai đó là Clostridium novi. Clostridium này có 4 típ độc tố khác nhau, đó là A, B, C và D. Trong đó típ A gây bệnh cho người, còn các típ khác thì gây bệnh cho động vật. Thì Clostridium novi này nó cũng sản sinh ra rất nhiều loại độc tố. Típ A này thì có là alpha toxin này, gamma toxin này, delta toxin và epsilon toxin. Nó cũng tác dụng như các độc tố của Clostridium perfringens vậy. Có vi khuẩn thứ ba là Clostridium septicum. Vi khuẩn này thì chỉ có một típ độc tố thôi, nhưng nó sản xuất ra một bộ cái loại độc tố là alpha toxin, beta toxin, delta toxin và theta toxin. Thì bộ cái loại này nó cũng gây nên thể hoại tử tổ chức và gây nên tăng máu. Chính vì thế mà bằng phải ba con vi khuẩn này nó có thể gây nên cái bệnh hoại tử, tức là nó gây hoại tử tổ chức đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chế gây bệnh của vi khuẩn này. Đối với cái bệnh hoại tử sinh hơi thì vi khuẩn nó xâm nhập vào các cái tổ chức mà tổn thương bị dập nát, như là mình bị tai nạn, bị dị vật, bị họa khí chẳng hạn. Thì nhất là những cái vết thương mà sâu và có dị vật hoặc là ngóc ngách thì thường nó sẽ tạo ra những cái điều kiện kỳ khí thích hợp cho vi khuẩn nó phát triển, và khi nó phát triển thì nó sẽ gây hoại tử tổ chức. Thời gian ủ bệnh của cái bệnh này là khoảng từ 1 tới 3 ngày.
và triệu chứng đau xuất hiện đầu tiên, sau đó nó gia tăng lên ở cái vùng vết thương thì cái tổ chức nó bị hoại tử và nó phù nề sưng tấy, bắt đầu có thể thấy các cái dịch rỉ máu và vùng da ở chỗ thương đó nó căng lên và nó trở thành cái màu tạo xám hoặc là màu xanh như cái màu da chết. Như vậy là khi mình ẩn mình sờ trên cái vùng da đó thì chúng ta có cái cảm giác lao xào ở giữa tổ chức, giữa cái tổ chức da chúng ta cảm thấy lao xào, bởi vì là vi khuẩn này nó phát triển thì nó sinh hơi cho nên là có cái hơi ở dưới, làm cho chúng ta ẩn chúng ta thấy có cái cảm giác lao xào hơi ở dưới đó. Và được chỉ máu thì nó có đặc điểm là nó có mùi chua và thối. Kèm theo cái tổn thương tại chỗ thì là người bệnh có một cái tình trạng nhiễm trùng toàn thân, biểu hiện bởi một cái nhiễm độc rất là nặng, và nếu không điều trị thì bệnh nhân có thể chết do trùng tim mạch hoặc là suy thận. Về chẩn đoán, khi chẩn đoán phòng thí nghiệm thì thường cho ra kết quả rất là chậm, cho nên là ít hữu ích đến cho lâm sàng. Vì vậy chẩn đoán người ta cũng chủ yếu dựa vào lâm sàng. Thì lâm sàng bạn chỉ cần nhìn thấy các cái vết thương mà cái tổn thương ở giờ đó, cái da nó bắt đầu là tím tái, nó xanh tái và nó nhợt nhạt giống như cái da cũng bị chết thế, và chúng ta ở chúng ta thấy cái vết thương nó không mà nó có những cái giống như cảm giác có khí có dịch ở dưới thì chúng ta hiện ngay tới cái vết thương do vi khuẩn gây hoại tử sinh hơi này. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ dựa vào trên lâm sàng là chủ yếu, chứ còn nếu mà đưa tới phòng thực nghiệm thì nó cũng có kết quả. Người ta cũng nhuộm, người ta thấy trực khuẩn gram dương, người ta cũng cấy ra được vi khuẩn, nhưng mà nó sẽ chậm và nó cũng hút tích, bởi vì cần phải điều trị sớm những cái trường hợp này. Về phòng và điều trị thì phòng bệnh thì chúng ta có thể là sử dụng các cái kháng độc tố để phòng bệnh cho những người bệnh mà có vết thương dịch nặng, tức là chúng ta phòng bằng cách là tiêm trước cái kháng độc tố đi. Thứ hai là chúng ta xử lý vết thương sớm bằng cách là cắt lọc các vết thương dịch nặng đó đi, lại gì vật ra hoặc là chất vật ra tạo cũng nên để hở vết thương bằng nhiệt chất. Và chúng ta điều trị bằng truyền hướng thanh cản độc tố chống lại các cái vi khuẩn sinh hoạt thư sinh hơi này, càng gọi là kháng sinh diệt khuẩn, đó là cái cách điều trị đối với cái bệnh hoạt thư sinh hơi này. Có vi khuẩn thứ ba là có vi khuẩn cái ngộ độc thịt là Clostridium botulinum. Vi khuẩn này nó cũng có ở trong đất nhưng mà không tìm thấy trong con người. Cái bệnh ngộ độc thịt này xảy ra khi chúng ta ăn các loại thức ăn mà dự trữ, nhất là những cái loại thức ăn mà mình đậm hộp á, mà thức ăn đó nó bị nhiễm khuẩn vi khuẩn Clostridium botulinum này, hoặc là nhiễm cái nhà ba của chúng, thì chúng ta có thể bị ngộ độc thịt, bị ngộ độc. Thì các bạn biết rằng là vi khuẩn nên nó ở trong đất, cho nên trong các loại thực phẩm từ rau quả củ cho tới là thịt cá chẳng hạn đều có thể có nhiễm cái vi khuẩn hoặc là nhà ba của vi khuẩn này. Thì vi khuẩn này là một cái trực khuẩn gram dương dài từ 4 tới 6 micromet, có lông và có sinh nha bào, vi khuẩn gram dương kỳ khí và sinh nha bào. Thì nó là vi khuẩn kỳ khí tuyệt đối và triển ở thích hợp với nhiệt độ từ 26 tới 28 độ C. Và trong một cái môi trường lỏng thì là vi khuẩn này nó mọc nhanh. Ban đầu thì nó lan được môi trường, sau đó nó lỏng càng lại và môi trường trở nên thấp xuống. Điều này các bạn lưu ý, bởi vì khi chúng ta mở một cái hộp đồ hộp ra, ví dụ như hộp trái cây hay thơm hay chữa hay là hộp thịt xúc xích hay là gì, thì chúng ta thấy cái nửa của cái trong đó nó vẫn trong suốt. Tuy nhiên người ta không phải là nó bình thường, có thể là nhiễm vi khuẩn, nhưng vi khuẩn nó mặc nó vẫn làm cho cái môi trường ở đó trong đó trong suốt, và chúng ta cũng khó phân biệt được có bị nhiễm khuẩn hay không. Thế thế này, và một đặc điểm là vi khuẩn này khi nó phát triển thì nó sinh hơi rất là nhiều, cho nên những cái hộp mà đồ hộp mà nó sinh hơi thì nó sẽ làm phồng cái hộp lên. Về độc tố của vi khuẩn thì vi khuẩn này sản xuất ra cái ngoài độc tố trong cái môi trường kỳ khí hoặc trong cái môi trường thực phẩm mà kỳ khí giống như đồ hộp vậy nhá. Thì cái khả năng sinh độc tố nó tương đối cố định ở cái tiếp A và tiếp B, còn các tiếp khác thì nó có thể thay đổi. Thì độc tố của Clostridium botulinum này cũng là một protein và nó có ái lực đối với các tổ chức thần kinh. Do vậy nó tác động trực tiếp lên các cái tiết dạ và thần kinh cơ và ngăn chặn các cái sự giải phóng các acetylcholine ở đầu tần cùng của các dây thần kinh vận động ở trong hệ cholinergic. Cho nên các bạn thấy rằng là cái độc tố, cái ngộ độc cho cái bệnh ngộ độc thịt này thì nó nặng nề hơn so với những cái ngộ độc vừa trước mình học, như là còn ngộ độc do tụ cầu hay là do salmonella. Bây giờ chúng ta thấy đây là một cái trường hợp ngộ độc có thể rất là nguy hiểm, tại vì nó tác động đến thần kinh. Và ở bệnh viện chúng ta cũng thấy nhiều trường hợp ngộ độc này có thể tử vong rồi. Về kháng nguyên
kháng nguyên của vi khuẩn thì là được vi khuẩn này được chia thành 6 tuyệt thực thanh A B C D E F và phân tân biệt tùy theo là cái tính sinh đặc hiệu và tính sinh miễn dịch đặc hiệu của cái độc tố. Ngoài ra thì là kháng nguyên vi khuẩn còn có kháng nguyên thân và kháng nguyên lông. Bây giờ chúng ta nói tới khả năng gây bệnh ngộ độc thịt này, thì khi chúng ta ăn một cái thực phẩm mà nhất là thực phẩm dự trữ đóng hộp á, mà có chứa nhiễm vi khuẩn hoặc là nhà bào của chúng, thì nó sẽ vi khuẩn này nó sẽ sản sinh ra độc tố ở trong các hộp thực phẩm này, được chưa? Đấy, nó phát triển trong này được và nó sản sinh ra độc tố, và khi chúng ta ăn vào thì cái độc tố này nó không bị phá hủy bởi cái enzyme được tiêu hóa và nó hấp thu nhanh vào trong máu và nó đến các tổ chức của cơ thể. Như hồi nãy mình nói là nó tác động lên cả cái tiếp nối đường tinh cơ và ngăn cản sự giải phóng của acetylcholine đó. Do vậy mà nó sẽ dẫn tới cái tình trạng tác động lên cả cái hệ thần kinh vận động. Thì bệnh xuất hiện nhanh trong vòng 6 tới 48 giờ sau khi chúng ta ăn thực phẩm bị nhiễm độc. Và biểu hiện trên lâm sàng là đau bụng, nôn mửa, nhức đầu, choáng váng, và có cái dấu hiệu của thần kinh này, choáng váng này, nhức đầu, nhìn đôi này, bắt đầu có nói khan và dẫn tới mất tiếng, liệt cơ, rối loạn nhịp thở, và những cái trường hợp nặng có thể tử vong. Đấy là rất là nguy hiểm, mà thấy rất là nhanh, biểu hiện của nó rất là nhanh. Có những cái người ăn và viện thì có thể là ngộ độc hàng loạt do chúng ta ăn pate rồi chẳng hạn. Giống như bữa trước chúng ta thấy là cái pate chay của chị hà cái tên pate chi mà của cái hãng chi mà bạn đó, pate chay đó. Đây cái trường hợp một cái người bị ngộ độc thịt đây ấy, thì họ sẽ bị liệt và nó có cái dấu hiệu là giảm cái đồng tử của bạn này, cái đồng tử nó giảm ra cơ thể cái lông đen của mình rồi này. Các bạn sau này các bạn cũng đi khám cái giảm đồng tử này rất đơn giản, mà chỉ cần chịu cái đeo vào thôi. Thì nếu như người bình thường thì khi mình chịu đeo vào mắt ấy, thì đặt cái mắt mình cái đồng tử mình nó co lại, còn đối với những cái người bệnh này thì cái đồng tử nó giảm ra nó co lại. Thì cái chẩn đoán thì chúng ta chủ yếu cũng dựa trên lâm sàng thôi. Chẩn đoán phòng thí nghiệm rất ít có giá trị, bởi vì là nó chậm quá, nó bệnh là nó dễ tiến và nhanh. Và phòng thí nghiệm thì người ta chẩn đoán bằng cách là tiến hành phải ở trung hòa trên chuột, nhưng mà rất là chậm, cho nên chủ yếu chúng ta dựa vào lâm sàng. Thế là chúng ta phòng bệnh như thế nào? Chúng ta chủ yếu loại bỏ các thực phẩm mà nghi ngờ nhiễm độc, hoặc là chúng ta nấu kỹ thức ăn. Thì nấu kỹ thức ăn thì nó sẽ loại bỏ được cái độc tố của vi khuẩn. Còn những cái thực phẩm mà đồ hộp thì chúng ta phải chú ý là nếu mà chúng ta mua đồ hộp á, chúng ta có thể cái hộp có bị phồng không? Phồng lên thì có nghĩa là nếu như có nhiễm khuẩn vi khuẩn thì nó có thể sinh hơi và nó đang phồng hộp. Tuy nhiên đương nhiên cũng có những cái hộp có khi họ đóng hộp cũng có thể phồng, nhưng mà khi mình thấy những cái hộp phồng đó thôi mình nghi ngờ, mình đổi hộp khác cái rồi ha, đừng có sử dụng. Còn về điều trị cái bệnh này thì người ta sẽ dùng kháng độc tố hỗn hợp từ nhiều thực vật nhau để người ta tiến cho cái bệnh. Nhưng mà nhiều khi là ở các cơ sở, các cái bệnh viện không có sẵn những cái kháng độc tố này. Giống như được vừa rồi á, cái pate mình đã pate chay đó, thì người ta cũng đã phải đi lấy từ ngoài Hà Nội về, từ Bộ Y tế, và như cái Bộ Y tế cũng có dự trữ và đặt mua ở ngoài nhé. Cho nên là cái nguy hiểm của chỗ này là cái kháng độc tố này chúng ta dự trữ không nhiều. Cái con thứ tư đó là Clostridium difficile. Clostridium difficile này mới được phát hiện từ năm 1935 thôi, và người ta xem nó là một thành phần cũng chỉ của ruột trẻ em bình thường. Nhưng mà gần đây thì người ta thấy rằng là cái Clostridium difficile này cũng là một trong những tác nhân gây viêm ruột giả mạc ở những người dùng kháng sinh kéo dài, nhất là kháng sinh phổ rộng. Clostridium difficile là những cái vi khuẩn gram dương di động và có sinh nha bào, nó có thể phân lập được từ các bệnh phẩm phân của môi trường trên các môi trường đặc thù. Thì vi khuẩn này nó gây bệnh và dựa vào cái việc sản xuất ra cái độc tố mạnh. Và độc tố này nó vừa có hai tính chất, một là của độc tố ruột, hai là độc tố tế bào. Thì độc tố ruột là angiotensin và độc tố tế bào là cytotoxin. Thì hai cái độc tố này người ta chia thành hai thành phần, gọi là độc tố A và độc tố B. Thì độc tố A là chịu trách nhiệm cho cái hoạt tính của độc tố ruột và tác động ngay trên đường tiêu hóa và gây nên phản ứng viêm cũng như là tổng lượng tế bào đa nhân.
nó làm phóng thích các cái chất trung gian của các thành viên và gây nên cái tình trạng tiết dịch cũng như là thay đổi thành phẩm của màng tế bào và hoại tử cái tế bào gây nên là hoại tử xuất huyết. Đó là cái triệu chứng của cái viêm ruột giả mạc đó ha. Đại độc tố B thì có tính độc của tế bào, nó có mạnh hơn ở tế bào độc tố A, nhưng mà tác dụng với độc tế bào này làm cho cái tế bào nó hoại tròn lại. Thì ngoài hai cái độc tố ruột và độc tố tế bào thì là một số chủng Clostridium difficile còn có thêm cái độc tố CDT cũng có tác động vô cũng rồi là tế bào. Thì bệnh viêm ruột giả mạc này thường hay xuất hiện ở những cái người bệnh mà đã dùng kháng sinh trước đó, kháng sinh nhất là kháng sinh diệt khuẩn phổ rộng như clindamycin, ampicillin hoặc là các cephalosporin hoặc là aminoglycosid. Ví dụ như bạn bị một cái viêm phổi chẳng hạn á, và dùng cái kháng sinh này để điều trị cái viêm phổi đó. Thì sau một quá trình mình dùng những kháng sinh này thì nó sẽ tiêu diệt những cái vi khuẩn khí nhạy cảm ở trong cái đường ruột của chúng ta. Như vậy là những cái vi khuẩn kỳ khí như Clostridium difficile này nó có trong ruột, nó bắt đầu phát triển mạnh lên, nó trồi lên và nó trở nên gây bệnh. Alo, thưa và hỗ trợ tổng môn. Anh cứ chịu, ngay dây chưa luôn nhỉ? Ngay dây chưa luôn hả? À, rồi, rồi. Để cho cô này 5 phút nhé. À, tôi có đợi tiếp về phần này và chúng ta nghỉ giải lao. Là cái bệnh Clostridium difficile này thì nó có thể diễn biến thay đổi, nó gây nên đau bụng này, tiêu chảy con lọ nước này, và trong phân thì có bạch cầu này đó. Nhưng mà khi chúng ta ngưng điều trị những cái kháng sinh kia thì bệnh có tiêu chảy này có thể là thay phải giảm dần đi. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta để cái tiêu chảy kéo dài thì có thể dẫn đến là mất nước và suy kiệt. Thì về chẩn đoán phòng thí nghiệm thì người ta có thể lấy mẫu phân của người bệnh, người ta cấy và người ta tìm ra thể có thấy là Clostridium difficile này, và người ta thử nghiệm tìm độc tố của vi khuẩn. Còn trong điều trị thì người ta sẽ sử dụng hai cái nguyên tắc. Một thứ nhất là bạn phải ngưng cả cái kháng sinh đang sử dụng, kháng sinh trước đó hả, để cho không diệt tiêu cả cái loại vi khuẩn trị bên đường ruột nữa. Cái thứ hai là chúng ta thay thế kháng sinh bằng cái vancomycin hoặc là metronidazole. Metronidazole thì hai cái loại kháng sinh này nó sẽ diệt cái vi khuẩn kỳ khí này, vi khuẩn Clostridium difficile này. Như vậy chúng ta sẽ điều trị được cái viêm ruột giả mạc. Như vậy chúng ta đã xong cái bài thứ nhất đó là các cái Clostridium gây bệnh rồi. Rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng 5 phút các bạn nhé.